Welcome to Alilumin Channel. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một symbol tiếp theo, đó là symbol Bluetooth. Nào, chúng ta cùng bắt tay vào vẽ nhé. Đầu tiên chúng ta vẽ hai cánh phần bên trái. Chúng ta vẽ hai cạnh. Chúng ta tạo móc. Tiếp theo chúng ta kéo ngang. Tiếp tục chúng ta kéo cánh dưới. Chúng ta kéo thẳng lên trên. Một đường chúng ta kéo thẳng xuống dưới. Chúng ta tạo đường vòng. Tạo đường vòng phía trên. Chúng ta kéo. Chúng ta nối hai đoạn lại với nhau. Tương tự cạnh trên. Kéo để dây dây đường viền này ra. Chúng ta nối những cạnh trên. Chúng ta vẽ hình tam giác. Vẽ hình tam giác phía dưới. Ta vẽ mỏ cho Bluetooth. Chúng ta vẽ hai mắt. Rồi, đó là phần sâu. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tô màu. Ta tô cho nó màu cam. Ta tô từ trên dưới. Tô kỹ các đường viền. Tô hai cạnh sau. Tô kín này.
Tato mỏ. Tô lại màu cho dày lên. Bạn tô kín hết màu lên nha. Rồi, bây giờ đây là thành phẩm tô. Bạn có biết đây là symbol gì không? Hãy comment bên dưới nhé.